Nhắc đến ketchup thì chúng ta đều biết đó là nước sốt cà chua. Tuy nhiên, tổ tiên của ketchup lại hoàn toàn không chứa cà chua một tí nào. Vậy nghĩa là nó chỉ là hương liệu cà chua. Câu trả lời này cũng không hề đúng. Bản thành phần đầu tiên của ketchup không hề chứa bất kỳ quả cà chua nào. Thay vào đó, thứ sốt này lại có mùi nồng và vị mặn. Vậy thì ketchup có gì khác biệt với loại sốt mà chúng ta vẫn thường nghĩ? Đó là câu trả lời mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra ngày hôm nay. Để tránh việc nhiều bạn bảo rằng tôi sính ngoại trong việc liên tục sử dụng từ ketchup thay vì là nước sốt cà chua, thì tôi xin giải thích rằng từ ketchup sẽ giải thích rõ ràng nhất về lịch sử của sốt cà chua, trong đó bao gồm cả cách gọi của thứ nước sốt này. Và bây giờ, tôi xin phép đi vào nội dung chi tiết. Nguồn gốc của ketchup không thực sự rõ ràng, bởi việc lấy nguyên liệu để tạo ra thành phẩm, hay cách mà sản phẩm đi dọc theo các tuyến đường thương mại đến các nơi, rồi sau đó lại ghi chép lại bởi các chuyên gia cổ xưa đã tạo nên kha khá thông tin về lịch sử của nó. Và sau đây sẽ là nguồn gốc đầu tiên. Chuyện bắt đầu từ năm 300 trước công nguyên. Các ngư dân Trung Quốc đã đánh bắt được rất nhiều cá. Họ phân các loại cá thành các mẻ lớn nhỏ khác nhau. Có điều, số lượng cá bé quá nhiều để họ có thể ăn trước khi chúng bị trương lên và bốc mùi. Cái khó ló cái khôn, các ngư dân đã lấy chỗ cá bé chưa dùng đến, cho vào một chiếc bình lớn rồi ướp muối vào. Sau vài tháng, cá sẽ bắt đầu có dấu hiệu lên men. Enzyme có trong ruột cá đã phá vỡ toàn bộ protein của chính nó. Cộng với việc muối cứ tính khử các phân tử nước, biến toàn bộ lượng cá trong bình trở thành chất lỏng có vị mặn và một phần biến thành cặn vì không thể phân hủy hết. Từ đó, chúng ta có được chất ketchup cổ xưa, nôm na thì đó chính là nước mắm của người Mân Nam, hay còn gọi là Phúc Kiến, Trung Quốc. Và họ gọi đó là ketchup hoặc là ketchup. Sau đó, các thương nhân người Hoa sẽ mang loại nước sốt này đến Malaysia, Indonesia. Lâu dần, nước sốt ketchup đã bị gọi bằng các tên na ná như ketchup và ketchup, tùy theo ngôn ngữ vùng của họ. Nhưng Trung Quốc không hẳn là những người tạo ra nước mắm đầu tiên. Theo ghi chép từ trang World History Encyclopedia của Anh, trang bách khoa toàn thư về lịch sử thế giới có viết về tổ tiên của ketchup như sau. Loại sốt này xuất hiện tại châu Âu là do người Hy Lạp sống dọc theo khu vực Biển Đen, nơi có nguồn thủy sản dồi dào tạo ra. Nó được làm bằng cách ướp số cá nhỏ chưa dùng đến với muối, để chúng lên men và tạo ra được chất lỏng có màu hổ phách mà họ gọi là garros. Cũng đúng vào thời gian đó, người Carthage của La Mã sống dọc theo bờ hồ Tunis cũng tạo ra loại nước sốt tương tự. Người La Mã có vẻ sáng tạo hơn khi sử dụng cá và muối để tạo ra nhiều kiểu nước mắm khác nhau. Đầu tiên sẽ là garum. Cách gọi có thể bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp garros. Garum là loại thực phẩm thượng hạng, được làm từ máu cá, muối pha và mật ong. Garum có thể được làm bằng nhiều loại cá ngừ, cá đối. Các loài có vỏ chỉ có tại khu vực này như mena, murena, hầu, nhím biển. Trong đó, cá thun là loài được sử dụng nhiều nhất. Kế đến là liquamen, nghĩa là hỗn hợp lỏng. Nó chính là phần sệt của garum không thể phân hủy hoàn toàn, được ướp từ cá mòi, cá trích mình dày hay cá trình. Thứ ba là muria, là một kiểu nước mắm làm từ cá ngừ. Thứ tư là alet, nó sẽ là phần sệt còn sót lại sau khi đã lấy hết cốt nước ra. Vậy cho nên nó giống như bột nhão, hay nói cách khác, đây chính là phần còn lại không bị thối rữa của con cá. Hayimation sẽ là tên gọi cuối cùng. Hayimation được làm từ máu và ruột của cá ngừ đem ướp với muối. Đây được xem là loại nước mắm chất lượng cao dành cho tầng lớp giàu có lúc bấy giờ. Thông qua các ghi chép thì garum là cái tên phổ biến nhất được nhắc đến khi nói về nguồn gốc tổ tiên của ketchup. Và cũng tương tự như Trung Quốc, nó được thêm vào hầu hết mọi công thức nấu ăn hoặc dùng làm gia vị phụ trên bàn ăn của người châu Âu. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là ngành công nghiệp lớn nhất tại khu vực châu Âu. Nó đứng sau ngành công nghiệp dầu ô liu và rượu vang. Dù vậy, loại sốt này vẫn là mặt hàng rất được ưa chuộng, bằng chứng là rất nhiều nhà máy chuyên sản xuất garum được xây dựng trên các vùng lãnh thổ ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bắc Phi và miền Nam nước Pháp.
Đặc biệt, có đến 10 nhà máy sản xuất đến 1 triệu lít chỉ trên vùng phía Tây Địa Trung Hải. Và nếu đem so với nhà máy sản xuất dầu ô liu, thì ô liu chỉ bằng 1 phần 10 con số này. Phát triển mạnh mẽ là vậy, ngành công nghiệp ketchup cổ đại vẫn bị ảnh hưởng trầm trọng sau sự sụp đổ của đế chế La Mã. Chính sách thuế mới dành cho mặt hàng muối bắt đầu bị đánh nặng, đẩy giá garum lên cao. Chưa hết, nạn cướp biển trong thời gian này bắt đầu hoành hành tại vùng Địa Trung Hải, càng làm tăng khó khăn trong việc lưu chuyển hàng hóa. Khó khăn trăm bề khiến cho hoạt động kinh doanh nước mắm cổ đại biến mất trên khắp các vùng phương Tây. Nhưng loại gia vị này không hoàn toàn mất hút. Cụ thể, vào những năm 1700, việc ketchup của người Trung Quốc được bán dọc theo các tuyến đường thương mại đã tạo cơ hội cho người Anh đến và phát hiện thứ nước độc đáo này. Vậy là, họ đã mang chúng về quê hương rồi nhanh chóng cải tiến chúng với nhiều thành phần, tạo ra công thức khác với vị nguyên bản của nó. Mang theo loại gia vị đặc biệt thơm ngon trở về nước, các thương gia người Anh đã giúp ketchup trở nên đa dạng hơn trước. Và một lần nữa, ketchup bắt đầu trở lại thời kỳ hoàng kim khi trở thành gia vị siêu hot vào những năm của thế kỷ 18. Hàng hà sa số cách dạy nấu ăn, hướng dẫn cách pha chế ketchup từ hàu, từ quả ốc chó, từ chanh hay là từ cần tây. Và lạ hơn nữa là người ta còn cho mận hay đào làm thành phần của ketchup. Tuy nhiên chúng cũng sẽ khá tương tự cách làm trước đó. Các thành phần sẽ được đun sôi để ra phần cốt sệt trong như siro, hoặc sẽ cho thành phần chính ngâm với muối trong nhiều tháng. Và dù là phương pháp nào thì thành phẩm cho ra cũng đều có độ đặc và một phần cặn, có vị mặn, nhất là có thể để được lâu. Có điều, cho đến lúc này, ketchup vẫn không hề có cà chua. Nhưng hãy để ý, một vài công thức tạo ra ketchup đã có thành phần của các loại trái cây tạo ngọt. Cà chua vốn rất phổ biến tại các nước châu Âu. Lúc này, các đầu bếp người Mỹ bắt đầu thử nghiệm với cà chua vào tất cả các món ăn. Năm 1812, James Smith, nhà khoa học người Philadelphia đã tạo ra công thức đầu tiên cho món sốt cà chua. Hỗn hợp này gồm có bột cà chua, gia vị, hẹ và rượu mạnh. Kết quả là công thức đã cho ra một loại sốt có vị ngọt và màu đỏ tươi đặc trưng. James Smith chia sẻ rằng, loại ketchup ngon nhất được tạo ra từ Love Apples, cách gọi của cà chua vào thời điểm đó. Giải thích một chút thì một số người tin rằng cà chua có chức năng kích thích tình dục. Nhưng công thức này chỉ kéo dài tầm một năm, vì mùa cà chua không phải là quanh năm, nên việc bảo quản sốt tương cà để có đủ cho cả năm là không thể. Một số nhà sản xuất cà chua vì để quá lâu sản phẩm này, chúng bắt đầu tạo ra các loại vi khuẩn, bào tử, nấm men và nấm mốc. Vấn đề bảo quản thực phẩm càng bị đẩy lên cao hơn khi ông Pierre Plot, tác giả của cuốn sách dạy nấu ăn của Pháp, đã gọi tương cà sản xuất hàng loạt là bẩn thỉu, phân hủy và thối rữa. Chưa dừng ở đó, người ta còn phát hiện ra việc các sản phẩm sốt cà chua thương mại chứa một lượng chất bảo quản vượt mức an toàn. Cụ thể là hắc ín than đá được cho vào để tạo nước sốt màu đỏ, hoặc natri benzoate được cho vào sốt để kéo dài quá trình hư hỏng thực phẩm. Và hơn hết, natri benzoate lại được xem là chất đặc biệt gây hại cho sức khỏe. Đi đầu trong việc phản đối bỏ các loại chất độc để phục vụ cho thương mại, tiến sĩ Harvey Washington Wiley, nhà hóa học người Mỹ khẳng định, các chất độc hại sẽ không cần thiết có mặt trong sản phẩm nếu các thành phần đủ chất lượng, được pha trộn và xử lý đúng cách. Cùng thời điểm đó, một người đàn ông sống tại Pittsburgh, Mỹ tên là Henry J. Hans cũng tin rằng người tiêu dùng Mỹ không hề muốn nuốt phải hóa chất khi dùng sốt tương cà. Nhờ có cùng tư tưởng, tiến sĩ Wally đã hợp tác với nhà sản xuất sốt cà chua Hans tìm ra một công thức mới. Trước đó, Henry J. Hans đã từng mở một doanh nghiệp bán rau củ. Tuy nhiên, sự nghiệp bán rau củ có phần bệ rạc, dẫn ông đến kết cục phá sản doanh nghiệp. Sau đó, ông bắt đầu nghiên cứu đến các loại sốt cà chua đang được ưa chuộng trên thị trường. Để loại bỏ benzoate ra khỏi sốt cà chua mà vẫn giữ được lâu, ông Hans đã lựa chọn những quả cà chua chín đỏ, vốn có sẵn pectin, chất bảo quản tự nhiên bên trong, hơn hẳn việc bỏ vào các chất hóa học mà các nhà sản xuất khác vẫn đang áp dụng. Ngoài ra, ông còn bổ sung thêm giấm vào thành phần để giảm nguy cơ hư hỏng. Hans bắt đầu sản xuất sốt tương cà dựa trên những gì mình tin tưởng. Năm 1876, ông giới thiệu công thức không chất gây hại của mình đến công chúng và nhanh chóng thống trị thị trường. Ông cũng bắt đầu thay đổi mẫu mã bằng việc dùng chai thủy tinh để khách hàng có thể nhìn thấy được bên trong sản phẩm của mình. Cho đến ngày nay, thương hiệu Heinz Tomato Ketchup vẫn đang đứng đầu thị trường Mỹ. Bạn có biết, người Mỹ yêu ketchup đến mức họ gọi ngày 5 tháng 6 là National Ketchup Day, ngày tương cà quốc gia. Nhưng nó mang ý nghĩa gì? Thú thật là không có gì đặc sắc ngoài việc họ tôn vinh cho loại nước sốt mà hơn 90% người Mỹ dùng trong các bữa ăn. Vậy còn bạn thì sao? Các bạn có phải là một tín đồ của ketchup hay không?
hãy cho chúng mình biết ở phần bình luận bên dưới nha. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên bấm like, subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ các video nào trong tương lai. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ cho chúng mình trực tiếp bằng cách bấm vào nút Thanks hoặc nút Join bên dưới để tham gia vào gói hội viên và nhận các video độc quyền. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!